Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hiếu thứ hai đón sinh nhật cùng bạn gái sinh năm 2003. Do dịp bước sang tuổi 20, Tăng Mỹ Hàn, tình tin đồn của Hiếu thứ hai, công khai đón sinh nhật thân mật bên bạn trai. Tối ngày 14 tháng 6, Tăng Mỹ Hàn, tình tin đồn của Hiếu thứ hai, công khai khoảnh khắc đón sinh nhật tuổi mới bên bạn trai. Cô đăng ảnh được nửa kia tặng bánh kem kèm dòng chữ có nội dung vô cùng ngọt ngào, Happy Birthday em yêu. Dù không để lộ mặt bạn trai nhưng dựa vào chi tiết chiếc vòng tay trong hình ảnh của Tăng Mỹ Hàn, nhiều người nhanh chóng nhận ra nó có thiết kế y hệt của Hiếu thứ hai đang đeo. Từ đây, người hâm mộ càng chắc chắn hơn về thông tin hẹn hò của cặp đôi. Tình tin đồn Hiếu thứ hai đăng ảnh được nửa kia tặng bánh kem nhân dịp sinh nhật, kèm dòng chữ có nội dung vô cùng ngọt ngào. Hình ảnh của Tăng Mỹ Hàn được bạn trai chụp. Ngay lập tức, netizen nhận ra chiếc vòng tay của bạn trai Tăng Mỹ Hàn giống hệt với vòng tay của Hiếu thứ hai. Hiếu thứ hai tên thật Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, được xem là thí sinh thành công nhất sau chương trình King of Rap 2020. Không chỉ sở hữu khả năng rap được đánh giá cao, Hiếu thứ hai còn có gương mặt điển trai và chiều cao trên 1m80. Về phía Tăng Mỹ Hàn, cô là một hot girl sinh năm 2003, sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Tăng Mỹ Hàn có gia thế khủng khi tốt nghiệp trường quốc tế, gu thời trang ăn mặc cũng được đánh giá vô cùng sang chảnh. Hot girl sinh năm 2003 được nhiều người quan tâm hơn kể từ khi trên mạng rộ tin đồn cô hẹn hò với nam rapper sinh năm 1999. Hiếu thứ hai và Tăng Mỹ Hàn vướng tin đồn hẹn hò từ năm ngoái. Được biết, trong một chương trình gần đây, Hiếu thứ hai từng chia sẻ về gu bạn gái của mình. Anh nói, em chỉ cần thông minh và tinh tế là được, đẹp cũng không cần thiết, chỉ số điểm trên thang điểm 10 là được, em sống đơn giản lắm. Hiếu thứ hai và Tăng Mỹ Hàn chẳng khác nào tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Netizen giờ đây chỉ chờ đợi một ngày cả hai công khai chuyện tình cảm. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.